Sở hữu lợi thế với thiết kế gầm cao, nhỏ gọn linh hoạt, trang bị nhiều tiện ích và đặc biệt có giá bán phù hợp, những mẫu xe đa dụng dành riêng cho đô thị đang ngày càng được ưa chuộng và trở thành lựa chọn của số đông người Việt. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Thanh Niên tìm hiểu 3 mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ được người Việt xuất tiền mua nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2021. Kia Seltos bán hơn 7.000 xe. Kia Seltos là mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới dành cho đô thị được Thaco Auto tung ra thị trường Việt Nam từ cuối tháng 7 năm ngoái. Ngay sau đó, mẫu xe này đã cho thấy sức hút và nhận lượng lớn đơn đặt hàng từ người tiêu dùng Việt. Bước sang năm 2021, khi đã giải quyết được khâu cung ứng, các đại lý Kia bắt đầu giao hàng loạt xe Kia Seltos đến tay khách hàng, giúp mẫu xe này trở thành xe đa dụng cỡ nhỏ dành cho đô thị bán chạy nhất với doanh số cộng dồn lên đến 7.209 xe, tương đương mỗi tháng có hơn 1.000 xe bán ra. Thành công của Kia Seltos trước hết đến từ thiết kế khá trẻ trung và bắt mắt, đặc trưng của những mẫu xe đời mới đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, giá bán khá phải chăng cùng sự linh hoạt trong mục đích sử dụng cũng là lợi thế giúp Kia Seltos nhận được sự ủng hộ của người Việt. Hiện tại, mẫu xe Hàn Quốc này đang được phân phối trên thị trường với 3 phiên bản đều được lắp ráp trong nước, có giá bán lần lượt 609, 659 và 729 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1,4 lít, sản sinh công suất 138 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Toyota Corolla Cross bán gần 6.000 xe. Khá giống với trường hợp của Kia Seltos, Toyota Corolla Cross cũng là một tân binh gia nhập thị trường Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng không mất nhiều thời gian để chinh phục khách hàng và hiện đang là mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ dành cho đô thị rất ăn khách. Số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Toyota Corolla Cross bán tổng cộng 5.659 xe, đồng nghĩa mỗi tháng có gần 1.000 khách hàng đặt mua mẫu xe này. So với đối thủ Kia Seltos, Toyota Corolla Cross có kích thước lớn hơn đôi chút. Mẫu xe này hiện phân phối trên thị trường với 3 phiên bản, có giá bán cao hơn khá nhiều so với Kia Seltos, lần lượt 720, 820 và 910 triệu đồng. Hai phiên bản thấp của Toyota Corolla Cross sử dụng động cơ dung tích 1,8 lít cho công suất 138 mã lực. Riêng phiên bản cao nhất sử dụng động cơ lai điện, có tổng công suất 150 mã lực. Hyundai Kona bán hơn 2.000 xe. Một mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ khác cũng đáng chú ý là Hyundai Kona. Dù đang bị hai tân binh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross chiếm lấy khá nhiều thị phần, tuy nhiên, Hyundai Kona vẫn là một mẫu xe được khá nhiều khách hàng chọn mua. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có tổng cộng 2.217 xe Hyundai Kona giao đến tay khách hàng. Lợi thế của Hyundai Kona nằm ở thiết kế nhỏ gọn. Hiện tại, mẫu xe này đang được TC Motor phân phối với tổng cộng 3 phiên bản, có giá bán lần lượt 636, 699 và 750 triệu đồng. Hyundai Kona sử dụng hai tùy chọn động cơ gồm động cơ 2.0 lít có công suất 149 mã lực và mô men xoắn cực đại 180 Nm và động cơ 1.6 lít tăng áp trên phiên bản đặc biệt, sản sinh công suất 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm.